Hello anh em, chào mừng anh em đến với kênh YouTube của Dương Hàng Thùng. Mình là Dương, kênh YouTube của mình chuyên về hàng high hand và hàng siêu hiệu tuyển chọn. Thì video ngày hôm nay thì em sẽ lại tiếp tục lên cho anh em sản phẩm áo Polo nhé em nhé. Hôm nay thì em sẽ lên cho anh em mẫu áo Polo theo cái phong cách đơn giản, thực dụng và chính anh em nhé. Đa phần thì sẽ là sản phẩm của Uniqlo anh em nhé, hàng ở trong kiện hàng Nhật. Thì mã Uniqlo thì là một thương hiệu cũng rất là nổi tiếng ở bên Nhật Bản và cả Việt Nam nữa anh em nhé. Thì chủ yếu của nó là các cái phong cách thiết kế của cái thương hiệu Uniqlo này thì thường là thiên về sự đơn giản là chính anh em nhé. Sự đơn giản thì là áo hôm nay của em lên cho anh em thì đều đa phần là áo Uniqlo độ mới rất là cao nhé, đều 90-95% trở lên hết anh em nhé. Thì nó đều là đa phần là áo đơn giản và áo chất liệu chủ yếu là của nó là cốt tông nhé, hoặc là polyester pha cốt tông. Thì là mặc với mùa hè, trong cái thời tiết mùa hè này thì rất là phù hợp, rất là mát anh em nhé. Thì hôm nay em sẽ lên cho anh em khoảng 45 mã, từ mã A1 đến mã A45 anh em nhé. Rồi đầu tiên thì em lên cho anh em mã A1 này. A1 này mà em Uniqlo, con này còn nguyên tác này anh em. Nguyên tác này. Là font size S anh em nhé. Đây, con này thì là nguyên tác rồi, độ mới thì như nào mới này. Đây, còn cái chữ S dán được store này. Mã A1 này. Vai 41, bụng 51, dài 67 nhá. Thì những cái con áo Uni thì thường là sẽ theo đúng cái font size người Việt mình nhá. Thì là anh em mình có thể là sẽ theo luôn cái size áo giúp em. Tức là ai mặc áo size S, size M hay L như nào thì cứ đúng thế giúp em cũng được nhá. Hoặc là anh em cẩn thận hơn thì cứ theo cái mã số giúp em. Mã A1 này, vai 41, bụng 51, dài 67 này anh em nhá. Đây, con này thì nguyên tác là. Đây. Nguyên tác luôn Uniqlo này. Con này là cốt tông 80% nhé, còn lại là polyester. A1 này. Tiếp theo này, em Uniqlo form size L nhé, form size L. Con này mới cũng 95%, nhiều mới luôn. Anh em nhìn này, rất mới luôn. Form size L này, con này mới in bằng lanet nhé. Mã A2 này, vai 46, bụng 52, dài 69 anh em nhé. Đây, như là áo mới luôn này. Quên mất hôm nay thì em sẽ đồng giá cho anh em là 149k một sản phẩm nhé. Con này 100% cốt tông này. 149k, mua 3 tặng 1 anh em nhé. Mua 3 tặng 1. Mã A2 này. Tiếp theo này, của em Uniqlo form size L, con này made in Việt Nam này, con này nguyên tác này. Form size L này. Đây, con này màu trắng anh em nhé. Đây. Con này thì vải nó như kiểu là chất vải vải len anh em. Ở dưới nó có lớp bo ở dưới này. Mã A3 này, vai 45, bụng 46, dài 70 anh em nhé. Đây, cốt tông 85% nhé, còn lại là len, pha với len. Đây. Đây, áo nguyên tác A3. Tiếp theo là mã A4 này. Con này Uniqlo form size M này. A4 này, vai 40, bụng 45, dài 64 anh em nhé. Con này áo form size M nhưng mà thực tế nó như kiểu form size S này, size M này. Độ mới con này cũng khoảng trên 90% nhé. Đây, tác này. Con này mới China này, cốt tông 100% nhé. Mã A4 này. Mã tiếp theo này, mã A5 này. A5 này, mã màu đen nhé, con CS mới đi Việt Nam. Đây con này vẫn còn cái cộng tác ở store đây, như mới luôn anh em nhé. Mã A5 này, vai 43, bụng 48, dài 65 này. Con này bị cắt mất cái tác này rồi anh em nhé, cắt mất rồi. Đây. Nhưng con này áo rất mới nhé, con này mới phải 95% anh em nhé. Đây. Cúc này, cúc rất đẹp luôn này, cúc giật Uniqlo này. Mã A5 nhé, vai 43, bụng 48, dài 65 này. Mã tiếp theo này, mã A6 này. Uniqlo form size S made in Việt Nam nhé. Đây, con này cũng độ mới rất cao, cũng phải trên 90%. Đây, cúc dập chữ Uniqlo giống con vừa lấy này. Áo màu xanh đậm này. Mã A6 này, vai 41, bụng 47, dài 60 anh em nhé. Đây, màu áo rất đẹp luôn này. À, 72% cốt tông, còn lại polyester, tác như mới. Mã A6 này. Tiếp theo này mã A7 nhá. Uniqlo form size M là made in China này. Đây, con này màu màu xanh.
Con này mới cũng phải 95% anh em ạ, nhưng mới. Con này chất polyester, chất thể thao nhá, có túi này. Đây, cúc này cúc trơn nhá, cúc trơn nhưng mà cũng kiểu vỏ sò bóng này. A7 này, vai 43, bụng 50, dài 63 nhá. Đây, con này là 100% polyester nhá, chất vải thể thao. A7 này. Mã tiếp theo này Uniqlo, con này Forza XL nhá, con này bên China này, màu mận nhá, và tiết kẻ ngang này. Đồ mới con này phải 95%, rất mới luôn. Mã A8 này, vai 44, bụng 50, dài 67 anh em nhé. Đây, con này là 70% cốt tông nhá, con này polyester, tác như mới luôn. Mã A8 này. Mã tiếp theo này, mã A9 này, Uniqlo Form Size M nhá, con này bên China này, màu cam này, mới 95%. Mã A9 này, vai 42, bụng 53, dài 67 nhá. Cho anh em nào cứ tầm khoảng độ 55-65 cân cho em. Đây, con này là polyester 100%, vải thể thao. Mã A9 này. Mã tiếp theo này, mã A10 này, Uniqlo Form Size M bên Việt Nam anh em nhé. Đây, con này độ mới phải 900%, cũng màu xanh đậm này, rất mới nhá. Cũng dập cho Uniqlo này. Mã A10 này, vai 42, bụng 46, dài 68 anh em nhé. Mã A10, vai 42, bụng 46, dài 68 này. Đây. Con này là 72% cốt tông nhá, còn lại polyester, rất mới luôn. Mã A10 này. Mã tiếp theo này, mã A11 nhá. A11 này, Uniqlo Form Size S này, bên China. Đây, con này mới 95% anh em nhé. Đây, cổ một màu, áo một màu, tay áo mỗi bên một màu anh em này. Đây, áo này cho anh em trẻ trẻ mặc rất hay nhá. A11 này, vai 40, bụng 44, dài 62, 70% cốt tông nhá, còn lại là polyester. Mã tiếp theo này, Uniqlo con này Form Size M này, Form Size M này. Đây, cũng mới 95% anh em nhé, rất mới. Mã A12 này, vai 43, bụng 47, dài 61 này. Đây, Uniqlo con này là 80% cốt tông nhé, còn lại polyester. Đây, Uniqlo này. Mã A12 này. Mã tiếp theo này, mã A13 nhé, con này Form Size M này. Form Size M họa tiết kẻ ngang nhé, cũng mới 95%, rất mới luôn. Mã A13 này, vai 43, bụng 49, dài 63 anh em nhé. Mã A13 này. Đây, 100% cốt tông. A13 này. Mã tiếp theo này, mã A14 này. A14 này, Uniqlo Form Size S này. Con này thì nó hơi cũ một tí anh em nhé. Con này thì là nó khoảng 85% thôi. Đây, Form Size S này, cúc ẩn này. Đây, Form Size S này. Mã A14 này, vai 43, bụng 46, dài 61 nhá. A14 này. Đây, con này nó cũ hơn, con này em bán 100.000 anh em nhé. 100.000. Đây, cốt tông 100%. Đây, ghi danh cái này. Mã tiếp theo này, con này Form Size S này, mới đi Việt Nam. Đây, màu mận nha anh em nhé. Đây, con này thì mới khoảng 90%. A15 này, vai 39, bụng 44, dài 64 này. Đây, con này 70% cốt tông nhé, còn lại polyester. Mã tiếp theo này, con này mã A16 này, Uniqlo này, con này kiểu bản vintage anh em. Đây, mã A16 này, vai 42, bụng 47, dài 70 nhé. A16. Đây, con này cúc này, cúc bên này là có chữ này. Đây, đây cúc dày nhá, có chữ như này. Đây, original watch này. Đây, phiên bản gọi là vintage của nó. Đây, Uniqlo, con này 100% cốt tông anh em nhé. A16 này. Mã tiếp theo này, mã A17 nhé.
con này form 6XL này, vai 43, bụng 51, dài 67 nhá, A17. Đây, con này có túi bên này nhá, có túi này, A17 này. Con này 100% cốt tông em nhé, 100% cốt tông này. Đây, tác Uniqlo này. Mã A17 này. Mã tiếp theo là mã A18 nhé, em màu cam này, Uniqlo này, con này nó hơi mờ chỗ này tí thôi. Đây, cái còn lại là cổ áo ấy, nó vẫn rất mới nhé. Mã A18 này, vai 41, bụng 44, dài 62 nhé. Con này màu cam thì thường cho anh em nào mà da sáng nhé, mặc rất là tôn da, rất là đẹp anh em ạ. Mã A18 này. Đó, con này 72% cốt tông nhá, còn lại polyester. Mã A18 này. Mã tiếp theo này. Mã A19 này. A19 này, vai 42, bụng 50, dài 66 này, mã A19 này. A19 này. Này, form size L này. Này, con này thì nó không phải Uniqlo nhưng mà kiểu phong cách thiết kế nó giống, em cho vào luôn. 53% cốt tông, còn lại là polyester ở đây. Màu hồng nhạt cũng kiểu anh em nó da sáng mặc cho em nhé. Mã A19 này. Mã tiếp theo này. Mã A20 nhé. Đây, Uniqlo này, form size M này. A20. Vai 43, bụng 51, dài 66 này. Này, 69% cốt tông, còn lại polyester. Phải pha này rất mát này, mà nó không kiểu không bị bụi nhăn ấy. Mã A20. Mã tiếp theo này, mã em của Gap này, con size M bên Việt Nam này. Con này độ mới nó khoảng 88% anh em nhé, của Gap. Mã A21 này, vai 42, bụng 51, dài 66 này. A21 này. Con này bên Việt Nam nhé, cốt tông 98%, còn lại là spandex. Mã tiếp theo này, Uniqlo kết hợp với cả Michel Bastin, con size XL bên Việt Nam. Đây, có túi này. Mã A22 này, vai 46, bụng 52, dài 75 này, mã A22. Đây, áo rất mới luôn. Con này thì là cổ kiểu vải bò nhé, mới 95%. A22. Cốt tông 100%. Mã tiếp theo này, mã A23 nhé. A23 này, vai 40, bụng 45, dài 66 này, mã A23. Con này chất polyester thể thao nhé, con size M, ở bên China. Con này mới 95%, như mới. Đây. Mã A23 này. Đây. Tiếp theo này, ở mã A24 nhé. Uniqlo form size L made in China. Con này mới 90%. Mã A24 này, vai 49, bụng 55, dài 68 này. Đây, tang rất mới luôn. Con này là 68% cốt tông nhá, lại là polyester pha này. Mã A24 này. Mã tiếp theo này, mã A25 nhá. Uniqlo form size L này, màu tím này, tím họa tiết kẻ ngang này. Mã A25 này, vai 49, bụng 61, dài 74. Ở 100% polyester này, chất vải thể thao. Mã A25. Tiếp theo này, A26 này. Một em Uniqlo form size XL này. XL này, màu đen kẻ ngang, hai túi hai bên này anh em. A26 này, vai 46, bụng 56, dài 68. Con này cũng chất polyester 100% này, cũng chất thể thao anh em nhé. Mã tiếp theo này, form size L, Michina, Uniqlo. Con này thì là cũng độ mới trên 90% nhé, cũng chất thể thao, rất mới này. Con này thì càng xuống dưới áo nó càng màu đen nhé,
nó đổi màu này. A27 này, vai 48, bụng 53, dài 67 nhé. A27 này. Đây, áo thể thao thì nó là in luôn tác đây, rất mới này em nhìn này. Mã tiếp theo này, Uniqlo này, form size M, made in Việt Nam anh em nhé, độ mới trên 90% này. Mã A28 này, vai 43, bụng 52, dài 65 anh em nhé. Con này 77% cốt tông nhé, lại polyester, đang rất mới. Mã A28 này. Mã tiếp theo này, con này form size XL màu đỏ nhé, made in Việt Nam. Đây, cũng mới 90% anh em nhé. Mã A29 này, vai 45, bụng 56, dài 70 này. Mã A29 này. Đây, con này 72% cốt tông nhé, lại polyester. Mã tiếp theo này, con này của Jenner nhé. Jenner, đây, cũng kiểu đơn giản nhé. Mã A30, vai 51, bụng 51, dài 71 này. Đây, con này thì áo to hơn, độ mới cũng khoảng trên 90% anh em nhé. Của Jenner này. Đây, 100% cốt tông, bên China. Tiếp theo là Urban Research này. Đây, con này cũng kiểu trơn đơn giản, phong cách giống như vậy anh em nhé. Mã A31 này, vai 49, bụng 45, dài 66 này. Đây, áo màu kem này anh em nhé, áo màu kem này. Đây, tag rất mới luôn, 65% polyester, lại là cốt tông, vải pha này. Cúc con này làm rất đẹp này anh em này, cúc này, như thủy tinh, rất đẹp. Tiếp theo em của Gap này, Fox S, áo này made in Cambodia này. Đây, màu trông rất hay nhá, cũng 90%, màu rất hay này. Mã A32, vai 45, bụng 50, dài 67 này. Đây, Fox S này, 100% cốt tông. Mã tiếp theo này em, con này của Thơn nhá. Đây, cũng kiểu phong cách giống Uniqlo này. Mã A33 này, vai 45, bụng 56, dài 72 anh em nhé. Vai 45, bụng 56, dài 72, A33. Đây, tác nhất căng, 60% cốt tông, lại polyester. Tiếp theo này, con này của Denver Hailer, con này nguyên tác này nhé. Giá của nó là 22 đô. Đây, rất mới nhá, cái áo nguyên tác này. Mã A34 này, vai 43, bụng 54, dài 69. Đây, màu xanh trơn đơn giản thôi. Con này là 96% là Pima cốt tông nhá, 40% spandex Pima cốt tông, là cốt tông siêu mịn. Mã tiếp theo này, con này của Goodie Low. Đây, cũng kiểu áo trơn anh em nhé. Con này made in Indonesia. Đây, áo trơn con này cũng cốt tông mịn nhé, rất sướng luôn, sờ rất sướng này. Đây, cúc này rất đẹp luôn này. Mã A35 này, vai 49, bụng 65, dài 76. Đây, cốt tông 100%, tác như mới. Mã A35 này. Tiếp theo này, Uniqlo này, form size S nhé. Form size S này, made in China. Con này mới 95%, trắng tinh như mới. Mã A36 này, vai 40, bụng 45, dài 63 nhé. Bảy mươi phần trăm cốt tông, còn lại polyester, đang rất mới này. Tiếp theo là con này của Villain này. Đây, cũng kiểu áo trơn đơn giản thôi anh em. Đây, có cái túi này. Mã A37 này, vai 46, bụng 52, dài 64 nhé. Mã A37. Đây, 100% cốt tông. Đây, con này cũng mới 90% nhé, áo rất mới. Mã tiếp theo này, mã A40 này. A40 này, vai 46, bụng 54, dài 68 này. A40 này, vai 46, bụng 54, dài 68.
Đây, vải chăm da polyester nhé, chất vải thể thao. Tiếp theo này, American Earth này, A41 này, vai 43, bụng 59, dài 70 nhé. Đây, con này form size L này. Đây, mới con này 95%, như mới luôn. Họa tiếp theo nhé, họa tiếp theo như này. Mã A41 này, vai 43, bụng 59, dài 70 này. Con này 58% cốt tông nhé, còn lại polyester, đang rất mới này. Mã tiếp theo này, con này của Mizuno, con này còn nguyên tác này. Mizuno này, đây, họa tiếp theo này. Mã A42 này, vai 53, bụng 58, dài 75 nhé. Mã A42. Con này là 62% cốt tông nhé, còn lại polyester, made in Indonesia. Mã tiếp theo này, mã A44 này, vai 45, bụng 50, dài 70 nhé. Này của EXC này, mã A44 này, vai 45, bụng 50, dài 70 này. Màu đỏ này, cúc dập EXC này. Này con này 60% cốt tông nhé, pha với polyester. Mã cuối cùng này em có một con này đi quý lô mã A45 này, vai 46, bụng 53, dài 71 này. Đây, mã A45 này. Đây, con này 50% cốt tông nhá, còn lại polyester. Đây, cũng áo trơn này anh em nhé, A45. Rồi, vậy em đã lấy hết tổng cộng 45 mã áo polo cho video ngày hôm nay. Rất cảm ơn các chú và mình đã chú ý quan tâm theo dõi video. Anh em nhớ bấm vào nút đăng ký kênh và nút quả chuông nhé, để nhận được những video mới nhất của em Dương. Hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Bye bye.